Đây là con gắn nè. Gắn mình đi theo anh Cường mình thăm bẫy á, rồi anh Cường tặng cho con gắn luôn. Hỏi chia mà anh Cường không bán, anh tặng cho con gắn để về ăn thử cho biết. Thì mình đó giờ mình không ăn thịt gắn, chứ không có mà ăn á mấy bạn. Giờ có con gắn mình cũng bắt ra mình mần thử. Cái gà vịt mới sáng là quá, sầm hết trơn này. Anh Cường anh cột kỹ quá, giờ mở không biết được mở nữa nè. Như nói con gắn thì nó cũng cắn dữ lắm, nhưng mà nó không có độc nên mình cũng không có sợ lắm. Nè nè các bạn, bự chà bá luôn các bạn. Nè chưa, bự chà bá luôn nè. Nè ra chơi con nè, đó ra hỏi đi. Đó, thấy quần quần thấy ghê chưa. Giờ mình mở này ra luôn. Con gắn này là con gắn hổ ngựa nha mấy bạn. Vì nhà gắn đơ, gắn rồng ra đồng hổ ngựa đó, là nó đó. Đừng cắn nữa mày, cắn nó chết luôn à. Thì nó cắn nó bỏ răng nó chảy máu dữ lắm. Ôi nó cứng ngắc nè. Ui trời ơi. Ôi nó bắn tay mình nè bạn ơi. Rồi nó bắn nè. Trời ơi dính cứt rồi luôn sao mày. Ôi má ơi dính cứt gắn. Ôi ỉa nó. Ôi chết luôn rồi. Ôi thua thua. Trời ơi, ỉa đáy tục. Đò lơ luôn mấy bạn ơi. Ui, gớm quá. Thôi thôi. Vậy phải đập đầu nó cho nó chết. Đi chết chưa thôi nè. Cái gành này dã man quá, bỏ bớt nha bạn. Thôi, giờ nó chạy vòng vòng nè. Được, cỡ. Nè. Nó mạnh ghê không? Để nó không chết á. Rồi, nó chết rồi. Chết chứ má. Còn không chết không? Còn cắn nữa. Giờ chắc. Rồi xong rồi, giờ mình sẽ đi tụng nước sôi đó. Cái trong đoạn mần gắn mình bỏ qua nha các bạn. Nha các bạn, gắn mới mần xong nữa các bạn. Đó chưa, thì mần xong rồi bây giờ bắt đầu dần nha các bạn. Người ta nói là gắn lấy cái chai dần nó mềm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dần gắn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dần con gắn. Người ta nói là đánh như nó mềm, mình cũng bắt trước đánh thử chứ mình không biết cái này nó làm sao nữa. Mềm không? Thấy cũng vậy à. Ôi nó bể hết rồi. Rồi mềm ơi, giờ bắt đầu chặt khúc nha. Giờ mình sẽ chặt nó ra. Giờ mình sẽ chặt nó ra khúc khúc, rồi đó mình sẽ xào nó nha các bạn. Mình cháy
mình đốt xong mình cháy sơ sơ nữa. Còn da dữ ta. Và đây các bạn, thì mình đã cho muối, đường, bột ngọt, nước mắm vô rồi. Bây giờ mình ướp nó thôi. À, ướp lại chút xíu rồi cái mình cháy nha. Mình cháy nó, cháy xong rồi mình sẽ luộc đủ. Bây giờ đó mình sẽ đi hái đồ đủ để làm nha các bạn. À, ướp xong rồi. Để đi. Đây mọi người, đây là cái vườn rau bé nhỏ của Kha nè. Vườn này thì mẹ ba trồng, chăm sóc hàng ngày luôn đó. Bạn đây đủ rồi bạn. Giờ sẽ hái một trái đủ vô để làm gắn nha. Đây cũng là một cây nhỏ. À, không biết cái nào mỏ dịch cái nào không nữa nè. Cái vụ này Kha thua các bạn ơi. Qua cây bên này, cây này trái bự hơn. Ờ má ơi, trái đủ bự quá trời ơi. Thôi bây giờ mình sẽ hái trái quẹo quẹo đó đi nha. Đó. Hái trái đó mà. Con lũ này cũng trống là lựa tên nè. Sai quá các bạn, không trống nó ngã. Giờ mình để mình kiếm cây mình chọt đó. Trời chọt quá các bạn ơi. Không biết nó rụng xuống nó có đè tái khác nó rụng thêm nữa không nè. Chết bà. Ê không rụng. Cứ như ta. Nó không rụng mà nó tàn mấy cái khác hết rồi. Chết rồi. Đó. Nhiều quá bạn ơi. Đó. Cái ngã đè gãi cái ớt luôn rồi. Đây. Cái đồ lũ quẹo quẹo nha. Ớt đó các bạn. Rồi giờ đi vô xử nó thôi. Các bạn. Mới vừa gọt không có đủ nè. Trời ơi, cái đủ tăng cạch nè các bạn ơi. Mũ không à. Chết luôn rồi, hái tới đủ sống vậy chắc tiêu quá mấy bạn. Hầu nhóc luôn nè. Rồi, giờ đi rửa đủ nha, chuẩn bị giật dừa. Rồi mấy bạn, bột thau đủ luôn. Này ăn là tàn hậu ngập mặt luôn á. Ăn cho đã một bữa. Rồi, giật dừa nha mấy bạn. Giật dừa mấy bạn ơi. Rồi.
dừa các bạn. Đây các bạn, đây là một mớ củ cải mới đi mua về, tỏi và sả nha các bạn. À, giờ mình sẽ mình nhóm lửa để cháy nó, cháy xong rồi cháy vàng rồi đó, thì sẽ bỏ nước dừa vô và hầm. Đây các bạn, giờ mình sẽ cho dầu ăn vào. Đó. Nó sẽ miếng dầu ăn vào, đợi nó dầu ăn nóng nha, rồi cho tỏi với sả vào nha. Dầu cũng vàng các bạn, cho vào nha. Tỏi nè. Không biết ăn ngon không chứ giờ thấy thơm quá à. Tỏi vàng rồi, cho gắn vô nha các bạn. Ăn mệt xíu luôn. Thơm quá trời thơm. Rồi giờ cho nước dừa vô nha mấy bạn. Đây nước dừa nãy nè. Trời ơi, cái dừa bể còn có chút xíu nước à. Mà không sao, mình còn nữa. Đây mình còn đây một trái dừa nữa nè. Trời chết rồi, chảy nhí nhí không à. Ăn cái này chắc mát dữ lắm. Con gắn hai trái dừa, kéo đậu, hai củ cải trắng, một củ tỏi với bốn cây sả vô luôn. Đó. Rồi giờ đợi cho cái này nó sôi lên. Rồi bỏ củ cải với lẩu vô nha. Thôi giờ mình vớt bọt nha. Thơm quá trời thơm luôn, trời cái bụng nữa. Sáng giờ làm này không ăn cái gì luôn. Giờ cũng 11 giờ trưa rồi, chưa được bỏ bụng nữa. Làm cực á mấy bạn, đâu có biết đâu, phải lên mạng nghiên cứu mò coi người ta làm sao, bắt chước làm theo chứ đâu có biết nấu nướng. Tính mốt cưới vợ gì cho nấu mà không biết vợ có nấu không ha, bỏ đói nữa khổ ghê. Thôi rồi cho củ cải trắng vào. Đó. Đu đủ chắc mình cho sao á, tại đu đủ mình thấy mình nấu cái nó bị mềm á mấy bạn, nó nhão nhạt à, nên đu đủ thôi từ từ đi. Đó. À.
tiếp tục chờ đợi nó thôi nha. Cải trồng bây giờ cho đủ vô, rồi đủ sắc cục chà bá luôn các bạn. Đủ mình chơi cục nào đáng cục đó luôn á. Nấu cái nồi để ăn không biết chừng nào hết luôn. Nấu cục lớn bây giờ thế nào ba cũng chửi rồi. Mẹ ba thấy ba chửi rồi nghe. Đó. Rồi giờ đợi nó chín thì mình thưởng thức nha bạn. Chín nha bạn ơi, giờ múc ra nha. Gắn nè, đu đủ nè, cải trắng nè, giờ thưởng thức liền. Cái này mẹ có đi về ngoại rồi, có mình nhà hà. Mình ăn cái này từ cơm luôn chứ không có nấu cơm. Khổ. Ngàn trai không có biết nấu ăn mấy bạn ơi, không biết nấu cơm. Nên mới cưới lẹn vợ về để nấu cơm. Vợ có coi này thương tình mới mốt về nấu cơm cho thằng chồng ăn nha vợ. Đó. À. Nấu cục gắn đi. Này ăn gắn từ cơm mà. Đó. Giờ đến ăn nha mọi người. Đây. Giờ vừa ăn vừa ăn gắn vừa coi đi bẫy gắn. Chất lượng kém quá. À, anh Cường và đồng đội của anh Cường đang đi phía trước. À, giờ vừa ăn gắn vừa coi thăm bẫy. Đây bạn, gắn này là củ cải. Anh em nào chưa coi này thì coi nha. Hấp dẫn lắm á. Gắn nè. Chấm miếng nước mắm nha bạn. Vượt. Dạ chứ ơi. Rồi ok anh. Rồi. Nó ngọt. Tiếp các bạn, tiếp những cái bài tiếp theo. Ngọt quá bạn ơi. Ừ, mình đã bắt dài luôn rồi. Ngon quá. Ngọt quá bà. Đây là 57 vô cái khu mộ mà. Rồi mộ không à. Rồi. Đấy mấy bạn. Rồi thôi, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Mình giờ mình ăn đây. Mày đứng lại nè. Đi đúng lộn chứ. Rồi lắm. Rồi thôi ăn nha. Bye bye.